Khởi nhạc, khởi vũ. Trần Quốc tan rã, sụp đổ là vì sao? Cái giá mà Trần Thúc Bảo sẽ phải trả là gì? Nuôi giả tâm không nhỏ, Tấn Vương và Tiêu Mỹ Nương quả nhiên trời xanh một cặp. Bên cạnh phụ hoàng ta, ai muốn làm hoàng thượng, ai có thể làm hoàng thượng? Thiếp biết rõ hơn cả phụ hoàng. Thông minh quá, sống không thọ đâu. Nhi thần xin được cung ngọc quận chúa múa kiếm. Nhị hiền trang có lệnh, trong vòng 3 ngày phải tìm được một người nghệ cao gan lớn. Đi đi. Em bé à, đừng khóc nữa. Bạc của gia gia không có nhiều, đủ mua cái quan tài. Mau đi chôn phụ thân đi. Mẹ lại sủ đây. Người có nghệ cao gan lớn đó có thể là ai? Đây là bảo kiếm ta thích nhất, tặng cho cô để phòng thân. Kính mời quý vị cùng đón xem tập mở đầu của bộ phim Triều Đại Tùy Đường, được phát trên TTV11, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vào lúc 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 26 tháng 5 2020 để có thể trả lời được câu hỏi trong chương trình Đồng hành cùng phim Giờ Vàng. Mọi thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên trên sóng TTV11, sóng phát thanh FM 103.1 MHz, fanpage, YouTube, app, website tayninhtv.vn và tổng đài 0889 122 333 của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh.